Má Đạo Tổ Sư Chương 117 Lưu Hương 2 Giọng đọc Bá Tiến Sáng sớm hôm sau Nguyễn Vô Tiện thế nhưng khó được tỉnh táo Đến ra Lam vòng Cơ sớm hơn Cả ngày hai chân đều là run rẩy. Chiếc lưu Hương heo vòi kia Lại bị bọn họ lấy ra Lăn qua lăn lộn mà chuyển một trận Nguyễn Vô Tiện đem nó ra tháo ra Lại ráp lại nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra được sự huyền bí trong đó. Ngụy Vô Tiện ngồi trên núi sách vở, ngưng thần nói. Không phải huân hương có vấn đề, nên khẳng định là lưu hương có vấn đề, không chật đi đâu được. Thứ này cũng thật khó lường nha, người lạc vào trong cảnh rồi, cho dù là cộng tình cũng không sai biệt lắm, nên hiệu quả này. Nhà các ngươi, tảng thư các, không ghi lại gì sao? Làm ông cờ lắc đầu. Nếu hắn lắc đầu, kia đó là thật sự không có tiền nhân ghi lại qua. Ngụy Vô Tiện nói, Thôi, lưu hương hiệu lực đã qua rồi, không bằng tạm thời cất kỹ, đừng làm cho người lấy nhầm. Ngày sau nếu là có luyện khí đại sư tới cửa bái phòng, lại lấy ra để hỏi một chút vậy. Bọn họ đều cho rằng lưu hương hiệu lực đã qua, ai ngờ sự tình lại là ngoài dự đoán. Đêm khuya, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ theo thường lệ ở tính thất phiên vân phúc vũ một hồi lâu đồng loạt chìm mà giấc ngủ chẳng được bao lâu hắn mở mắt ra thế nhưng phát hiện chính mình lại nằm ở tàng thư các ngoại dưới tàng cây hoa ngọc lan ánh mặt trời xuyên thấu qua hành hành lang chiếu vào trên mặt đất của hắn ngụy vô tiện híp hắt lại nhấc tay che chậm gì gì ngồi dậy lúc này đây lam vong cơ lại không ở bên người ngụy vô tiền tay phải chụm lại ở bên môi hô Lám Trạm Không người trả lời. Ngụy vô tiền kỳ quái. Xem ra, lưu hương kia hiệu dụng chỉ sợ còn chưa hết. Nhưng làm Trạm đi đâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có ta, một người bị pháp lực còn sót lại của lưu hương ảnh hưởng hay sao? Trước cây ngọc lan, là một con đường mòn lát sỏi trắng. Một đám mặc bạch y, cục đai buộc trán cô tô lam thị đệ tử, top 5 top 3, ôm sách mà qua. Tựa hồ đang muốn đi làm bài vào buổi sáng không một người chia ra một cái nhìn cho ngụy vô tiền vẫn là nói nhìn không thấy hắn ngụy vô tiền chuyển lên tầng thư các xem xét liếc mắt một cái Làm vong cơ không ở bên trong vô luận là lớn hay là bé đều không ở bên trong vì thế lại xuống xuống lầu lang thang không có mục tiêu ở vân thầm bất chi xứ đi dạo lên không bao lâu sau hắn bỗng nhiên ẩn ẩn nghe được hai tên thiếu niên thấp giọng nói chuyện thanh âm đến gần lúc sau trong đó một thiếu niên, thanh âm lại là thập phần quen thuộc. Từ trước, không có người ở và tâm bất chi xứ nuôi nó. Làm như vậy, không học quy củ. Trầm mặc một lát, một thiếu niên khác giàu dĩ nói. Ta biết, nhưng ta đã làm ra hứa hẹn rồi, không thể mất chữ tín được. Ngụy vô tiện trong lòng vừa động, lặng lẽ nhìn lại. Quả nhiên, đứng ở một mảnh mặt cỏ xanh xanh đối thoại. Đúng là Lam Mi Thần cùng Lam Vong Cơ. Đang là ngày xuân, gió nhẹ từng trần, Thiếu niên Lam Thị Song Bích như cảnh trong gương Mỹ Ngọc không tỉ vết, đều là một thân tố y như tuyết vậy. Tay áo rộng cùng đai buộc chán phiêu phiêu, phảng phất bức hỏa. Lúc này, Lam Vọng Cờ cũng là 15-16 tuổi bộ dáng, ánh mắt hơi trao, làm như lòng có phiền não. Trong tay hắn ôm là một con thỏ trắng, đang chủ động cái mũi phớt hỏng. Mà bên chân của hắn cũng có một con thỏ trắng, tai dài dựng thẳng lên, đang đứng lên vịn vào dây của hắn tựa hồ tưởng hướng lên trên bò Lạc mi thần nói Là nói đùa giữa thiếu niên với nhau như thế nào tính là hứa hẹn đứng đắn vậy quả thật là bởi vì như thế sao làm phòng cờ rũ mắt không nói Lạc mi thần cười nói thôi được rồi kia vạn nhất thúc phụ hỏi tới ngươi phải cùng hắn hào hào giải thích nhưng ngày qua người tiêu phí ở trên người chúng nó thời gian hơn nhiều chút làm vòng cờ nghiêm nghị gật đầu nói đó tạo huynh trưởng dừng một chút hắn bổ sung nói sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu la mít thần nói ta biết vòng cờ ngươi sẽ không bất quá trăm triệu không thể nói cho thúc phụ đây là ai tặng cho ngươi nuôi nếu không hắn nổi trận lôi đình vô luận như thế nào cũng sẽ làm ngươi đem chúng nó đưa ra đi nghe vậy làm vòng cơ tựa hồ đem trong lòng ngực con thỏ ôm chặt hơn nữa la mít thần cười cười giơ lên một tay đầu ngón tay lộng lộng cho mũi phần hồng của con thỏ trắng kia thong thả ung dung mà đi cho hắn đi rồi làm vòng cười như suy tư gì mà đứng trong chốc lát con thỏ trắng kia ở trong khuỷu tay của hắn thỉnh thoảng vùng vùng lỗ tai một bộ thích ý người bộ dáng này bên chân còn con lại biếu đến càng thêm vội vàng làm vòng cờ cúi đầu nhìn thoáng qua khom lưng đem nó cũng ôm lên đem hai con thỏ trắng đều đặn ở trong khuỷu tay nhẹ nhàng vuốt ve động tác trên tay là cùng biểu tình hoàn toàn bất đồng mềm nhẹ nguyễn vô tiện xem đến tâm ngứa khó nhịn từ sau thân cây đi ra tưởng cách tiểu lam vong cơ gần một ý ai ngờ lam vong cơ trong lòng ngược thỏ trắng giòi tay quanh thân khí chàng đột biến đột nhiên quay đầu thấy rõ người đến là ai ánh mắt mới lạnh thấu xương một chớp mắt lập tức ngơ ngẩn ngươi hắn kinh ngạc à? nguyễn vô tiện so với hắn càng kinh ngạc nhiên nói Ngươi thấy được ta? Này cũng thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, người của cảnh trong mơ là nhìn không thấy hắn mới đúng. Nhưng làm vòng cờ lại vẫn là chăm chú nhìn vào hắn nói. Ta tự nhiên thấy được, ngươi là Ngụy Anh. Trước mặt thanh niên này, nhìn đi lên 20 có thừa. Tuyệt đối không chỉ 15 tuổi, nhưng hắn lại xác thật là cùng Ngụy Vô Tiện có cùng khuôn mặt. Làm vòng cờ khó có thể kết luận thân phận của người tới. Cảnh giác không thôi nếu hắn giờ phút này đeo kiếm tị trần ước chừng sớm đã ra khỏi vỏ rồi ngụy anh tiện phản ứng cực nhanh lập tức nghiêm mặt nói là ta hắn trở lại như thế làm vòng cờ thần sắc cảnh giác ngược lại lùi lại hai bước ngụy vô tiện một bộ bị tổn thương biểu tình cụm miệng lưỡi nói làm chạm tha hào hết trăm cây ngàn đắng mới trở về tìm ngươi được ngươi như thế nào lại có thể đối với ta như vậy làm vòng cờ nói ngươi thật sự là ngụy anh Ngụy Vô Tiền nói, tự nhiên, là một cờ nói, vì sao bộ dáng của ngươi có khác? Ngụy Vô Tiền nói, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, kỳ thật là thế này, ta thật là Ngụy Vô Tiền bất quá là 7 năm sau của Ngụy Vô Tiền, 7 năm sau ta phát hiện một pháp bảo khó lường có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, ta đang cẩn thận nghiên cứu, kết quả không cẩn thận, chạm vào một chút, lên đá trở lại. Phải nói chuyện này hoang đường đến gần như trò đùa, làm vòng cửa âm thanh lạnh lùng nói như thế nào chứng minh người vô tiền nói người muốn chứng minh thế nào đây về chuyện của ngươi tất cả ta đều biết mới vừa rồi con thỏ ngươi ôm trong lòng ngực kia còn có bên chân con kia còn không phải là ta tặng sao lúc ấy nhận lấy như vậy không cam lòng hiện tại ca ca ngươi kêu ngươi đừng nuôi nhưng ngươi không còn chịu có phải giải thích rồi không nghe vậy là vòng cửa thần xác khẽ biến muốn nói lại thôi nói ta Ngụy Vô Tiện lại hướng hắn đi hai bước, mở ra hai tay, cười tuồn tìm nói. Người làm sao vậy? Thẹn thông sao? Thầy hắn hành vi quỷ gì? Làm Vong Cơ như lâm đại địch, đầy mặt đề phòng, liên tiếp lùi lại mấy bước. Ngụy Vô Tiện đã lâu, chưa thấy được làm vòng Cơ đối với hắn có thái độ như vậy. Trong lòng ôm bụng cười, trên mặt giả vờ tức giận. Người đây là có ý tứ gì? Người trốn cái gì? Hảo ngươi tiên năm chạm kia, cùng ta làm mười năm phu thê, trở mặt lên không nhận người. Câu này vừa ra, làm một cơm một khuôn mặt tuấn mỹ như băng như tuyết, nháy mắt nứt nè, hắn nói, ngươi ta, mười năm, phú thế. Sáu chữ, gian năn nhấp nhô mà phân vài đoạn, mới nói ra hết. Ngụy vô tiện giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, ngã, ta đã quên, hiện tại ngươi còn không biết đâu. Tính tính thời gian này, chúng ta giống như là vừa mới nhận thức không lâu. Ta có phải hay không mới từ vân thầm bất chi xứ rời đi? Không quan hệ, Ta trước lén nút nói cho người vậy. Lại qua mấy năm, chúng ta lập tức sẽ liền biến thành đạo lữ nha. Làm vòng cơ, đạo lữ. Ngụy Bơ Tiện đắc ý giả dào nói. Đúng vậy, phải mỗi ngày xong tu cái loại này. Ta môi lục xính cưới hỏi đàng hoàng. Chúng ta còn bái xong thiên địa. Làm vòng cơ tức giận đến ngực hơi hơi căng phòng. Sau một lúc, từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Nói hưu nói vượt. Nguyễn Bơ Tiện nói. Ta nói thêm hai câu nữa, ngươi liền biết ta có phải nói hưu nói vượn hay không. Lúc ngươi ngủ, thích công ta thật chặt, lại còn nhất định phải đem ta ôm ở trên mình. Bằng không, liền ngủ không được. Ngươi mỗi lần hôn ta, đều phải hôn thật dài thời gian. Lúc kết thúc, nhẹ nhàng, cắn ta một chút lại tách ra. Ngã đúng rồi, lúc ngươi làm chuyện ấy cũng thực thích cắn ta. Trên người ta từ... Từ ôm ta thật chặt, một câu bắt đầu là một cơ biểu tình liền thảm không nỡ nhìn. Càng về sau càng kịch liệt, hắn như là hận không thể che lại hai lỗ tai của mình, ngăn cách những lời ô uế. Một trưởng chụp đi nói, nói hưu nói vượn. Ngụy vô tiện lắc mình né tránh, nói, lại là nói hưu nói vượn, đổi cái từ đi chứ. Huống hồ ngươi thế nào biết ta là nói dối, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao? Làm phòng cờ gần từng chứ, ta lại không hôn qua, ta như thế nào có thể biết được ta? Thời điểm thích thế nào? Ngụy vô tiện nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, Người ở tuổi này còn chưa từng hôn qua ai đâu. Tự nhiên không biết chính mình hôn người thời điểm nào thích thế nào. Nếu không người hiện tại, thử xem. Làm vòng cờ bị hắn chọc tức giận đến nổi liền quên mất triệu tập môn sinh. Tiến đến chóc nã kẻ khả nghi này. Liên tục ra tay, đánh thẳng đến hắn. Nhưng hắn lúc này tuổi tác còn nhỏ. Ngụy vô tiện thân thủ so với hắn nhanh hơn nhiều. Nhẹ nhàng né qua. Còn có phần nhàn hạ. Nhìn chuẩn một hồi chỗ trống ở cánh tay của hắn mà nhéo. Làm vòng cờ động tác cứng lại nhân cơ hội này ngụy vô tiện ở trên má hắn hôn một cái hôn xong một lúc ngụy anh liền buông cánh tay của lam vòng cơ ra thả lỏng kiềm chế nhưng lam vòng cơ đã giật mình tại chỗ thật lâu không phục hồi tinh thần lại cả người đều dại ra ha ha ngụy vô tiện từ trong mộng cười tỉnh hắn cười đến quá dùng sức suýt nữa từ trên giường lăn xuống dưới cũng may lam vòng cơ cánh tay vẫn luôn vòng chặn eo hắn hắn như vậy cười tỉnh lại sau cả người run rẩy Jun đến Lam Vong Cơ cũng từ ngủ say tỉnh lại, hai người đồng loạt ngồi dậy. Lam Vong Cơ cúi đầu, vươn một tay nhẹ nhàng ấn huyền Thái Dương nói: "Mới vừa rồi ta." Ngụy Vô Tiện tiếp được đi nói: "Mới vừa rồi, có phải hay không là một giấc mộng, mơ thấy chính mình ở thời điểm 15 tuổi gặp được ta hơn 20 tuổi." Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn nói: "Cái lưu hương kia." Ngụy Vô Tiện gần đầu nói: Ta vốn tưởng rằng ta chịu ảnh hưởng còn sát lại của Lưu Hương kia càng nặng mới có thể đi vào giấc mộng. Ai biết kỳ thật là ngươi cũng chịu ảnh hưởng càng nặng. Tình huống tối nay, cùng lần trước bất đồng. Mới vừa rồi thiếu niên lam chạm trong cảnh mơ kia, đó là Lam Vong Cơ, bản thân biến thành. Người nằm mơ thường thường không biết chính mình đang nằm mơ, cho nên trong mộng, Lam Vong Cơ thật sự cho rằng chính mình chỉ có 15 tuổi. Nguyên bản là một giấc mộng nghiêm trang, bài vào buổi sáng, toàn bộ nuôi thỏ, lại đụng phải ngụy vô tiện lẻn vào cảnh trong mơ quấy rối bắt được chính mình là đùa giỡn một trận ngụy vô tiện nói ta không được lam chạm ngươi ôm con thỏ không buông tay bộ dáng sợ ca ca thúc phụ người không cho ngươi nuôi ta yêu muốn chết đi được <laughs> làm vòng cửa bắt đắc dĩ nói đêm dài tiếng cười chơi quý những người khác ngụy vô tiện nói chúng ta mỗi ngày ban đêm động tính còn nhỏ sao ngươi làm gì tỉnh sớm như vậy ngươi tỉnh mượn một chút đi ta liền đem ngươi kéo dài tới sau núi đi làm chuyện xấu cho tiểu lam nhị ca ngươi mới tuổi khai khai trai ha ha làm vọng cần nhìn hắn ở bên người lăn qua lộn lại cuối cùng là chưa nói ra lời nói tới bình tĩnh ngồi ngay ngắn một trận bỗng nhiên thân thủ nhanh nhẹn một phen để lại ngụy vô tiện lấn người đè lên hai người vốn tưởng rằng đêm thứ hai qua đi pháp lực của lưu hương tổng nên tiêu tán ai ngờ đêm thứ ba Ngụy Vô Tiện lại tỉnh ở trong mộng của Lam Vong Cơ. Hắn một thân hắc y, nhàn nhã mà đi trên con đường lát sỏi trắng ở Vân Thâm Bất Chi xứ, Tua đỏ của Trần Tình, tùy bước đi đưa, đung đưa lay đọc. Không bao lâu sau, tiếng đọc sách lanh lảnh bay tới. Phương hướng kia là Lan Thất. Ngụy Vô Tiện ngây ngang, đi đến bên ngoài. Quả nhiên thấy vài tên đệ tử Lam Thị ở bên trong đọc sách buổi tối. Lam Khải Nhân không ở, phụ trách giám sát vẫn là Lam Vong Cơ. Tối nay, cho mộng của Lam Vong Cơ như cũ là bộ dáng thiếu niên, bất quá cùng Ngụy Vô Tiện ở đáy động đồ lục huyền vũ, nhìn thấy tuổi tác không xa mấy, ước chừng 17-8 tuổi. Mặt mày tuấn nhã, đã có danh sĩ chi tư, lại vẫn mang theo một cỗ chi khí thiếu niên ngây ngô, ngồi ngay ngắn giữa phòng, tập trung tinh thần. Có người đọc sách có nghi vấn, tiến lên đẩy hỏi. Hắn nhàn nhạt, nhạt quét mắt một cái, tức khắc lên có thể giải đáp biểu tình nghiêm nghị cùng ngây ngô kia hình thành tương phản mãnh liệt ngụy vô tiện nghiêng nghiêng tựa vào cột ngoài lan thất nhìn trong chốc lát lặng yên không một tiếng động mà bay lên mái hiên đem trần tình đưa đến bên môi trong lan thất làm một cơn nao nao một người thiếu niên hỏi công tử chuyện gì làm một cơn nói ai thổi sáo vào lúc này chúng thiếu niên hai mặt nhìn nhau Dây lát một người nói vẫn chưa nghe được tiếng sáo nghe vậy lam vong cơ thần sắc hơi nghiêm lại đứng dậy đỡ kiếm xuất môn vừa lúc gặp ngụy vô tiện thu cây sáo thả người nhảy nhẹ nhàng linh hoạt mà dựng ở một mái hiên khác làm vòng cờ cảm thấy di động thấp giọng quát người tới là ai ngụy vô tiện đáy lưỡi xuôi ra hai tiếng réo rắt huy sáo thanh âm đã ở ngoài mấy chục trường cười nói là phu quân của ngươi nghe được thanh âm này làm vòng cờ sắc mặt biến đổi không xác định nói ngụy anh Nguyễn Vô Tiện không đáp Lam vòng Cơ rút ra tị trần trên lưng Đuổi theo Mấy cái bay bổng nhảy vọt Nguyễn Vô Tiện đã dừng ở trên tường vây cao cao Của Vân Tâm Bất Trị Giữ Dẫm một miếng ngói đứng dậy Lam Vong Cơ cũng rơi xuống đối diện hắn Chỗ cách không đến hai trường Tị trần cầm nghiêng trên tay Đai buộc chán, ống tay sáo Vạt áo ở trong gió đêm Phần phật tung bay, tiên khí lang nhiên Nguyễn Vô Tiện khoanh tay mỉm cười Người tuấn tú Thân thủ cũng tuấn tú Tình này cảnh này, nếu có thể lại có một vò thiên tiểu tiếu tuấn tú nữa, vậy liền thập toàn thập mỹ. Làm một cờ bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày nói ngụy Anh không mời tự tới buổi tối đến thăm vân tâm bất chi sứ có việc gì không? Nguy Vô Tiện nói, người đoán xem Làm vòng cờ nói, nhàm chán Tị trần mũi nhọn tới gần Nguy Vô Tiện nhẹ nhàng né qua Tuy nói Lam Phong cờ 17-18 tuổi đã là thân thủ lợi hại Nhưng ở hiện tại, Nguy Vô Tiện trước mặt lại là vô pháp tạo thành uy hiếp quá lớn. Mấy chiêu qua lại, lên tóm được cơ hội. Ở ngực của hắn, chụp một lá bùa, làm vòng cơ thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Ngụy bất tiện tức khắc ôm hắn, xông thẳng đến sâu núi của vân thâm bất chi sứ chạy đi. Ngụy bất tiện ở sau núi tìm một chỗ cỏ lan rậm rạp, làm vòng cơ bị hắn an trí ở chỗ này, tựa vào trên một tảng đá trắng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Bố Tiện khéo khuôn mặt của hắn một phen, nghiêm túc nói: cưỡng gian là vòng cờ nhìn không ra tới hắn có phải nói dỡ hay không sắc mặt ẩn ẩn trắng bạch trầm giọng nói ngụy anh ngươi không thể sang bệnh ngụy vân tiện cười nói ngươi nên biết con ngươi con người của ta ta liền thích sàng bày nói xong liền đem tay duỗi vào dưới bộ bạch y tầng tầng lớp lớp kín cổng cao tường của lam vong cơ ở bộ vị mấu chốt của hắn nhéo một phen cái bóp này không nặng không nhẹ cực kỳ kỹ xảo lam vòng cơ sắc mặt khoảnh khắc biến đến thập phần cổ quái. Khóe môi hắn run rẩy, nhấp chặt miệng, cuối cùng là nhịn xuống, thần sắc biến hóa, cố gắng chấn đỉnh. Ai biết, nguy Vô Tiện được một tức lại muốn tiến một thước, sọt cởi đai lưng của hắn ra, hai ba lượt liền rút đi áo dưới của hắn, đem vật kia cùng khuôn mặt tuấn tú của Lam Phong Cơ hoàn toàn không được tương xứng, ước lượng tiểu Lam chạm, tự đấy lòng ca ngợi nói, hàm quang quân, ngươi thật đúng là từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm như thế à nói xong còn ở trên thân tiểu lam chạm khinh khinh xào xào mà búng một cái chỗ tư mật bị người đùa dỡ như thế là vòng cờ nhìn qua đã như là tức giận đến sắp học máu bỏ mình rồi cũng vô tâm vô tư suy nghĩ hàm quan quân giúp cục là ai lạnh lùng nói ngụy anh nguyễn Vô tiện hì hì nói người kêu á à? kêu rách cổ hồng cũng không ai tới cứu ngay đâu Lam vòng Cơ còn định mở miệng, lại thấy Ngụy Vô Tiện cười xong lúc sau, đem bên tai một lọn tóc vén đến sau lỗ tai, chôn đầu ngậm lấy vật dưới thân của hắn. Làm vòng Cơ mắt hiện vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin tưởng, quanh thân đều cứng đờ. Lam vòng Cơ 17 18 tuổi, quanh thân đều là khí tức ngây ngô, nhưng tiểu Lam chạm lại kích cỡ như là như cũ vậy, không dung khinh thường. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đem phân thân của y ngậm vào, chưa nuốt hết, lên cảm giác được đoạn trơn trượt đằng trước đỉnh tới vòm họng. Thân tiểu lam chạm thô trắng lại nóng bỏng, vách trong khoang miệng còn có thể cảm giác đến ở gân mạch trên nó nhảy lên hừng hực. Gương mặt cũng bị dị vật này nhét đầy mà phồng lên. Cứ việc nuốt đến rất là cố hết sức, hắn còn là kiên nhẫn mà đem dư lại một đoạn hướng lên, chỗ càng sâu trong ít hầu. Ngụy vô tiện đối phó với cả vật kia của Lam Vong Cơ có thể nói là ngựa quen đường cũ, dùng hết cả thủ đoạn trên người, mút vào, liếm láp, phun nút ra tiếng, phảng phất đang chuyên tâm vô cùng mà nhấm nháp mỹ vị. Tuy làm vòng cờ, cho xinh sắc mặt tuyết trắng, không lộ đỏ ửng lúc này cũng đã mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập nguy vô Tiện ra sức phun ra, nuốt vào, hảo một trận. Quai hàm đều bị căng đến mức đau nha. Vẫn không thể, thể cho tới phóng thích. Buồn bực hỏi chuyện gì xảy ra, không đến mức kỹ thuật miệng của hắn còn thu thập không được Lam Vong Cơ, 17 tuổi sau. Gương mắt vừa nhìn, đã thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt ẩn nhẫn, phần thân rõ ràng đã cứng rắn như thiết, lại gắt gao kiên trì không tiết, phảng phất muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt trào ra. Hắn trong lòng buồn cười, ý muốn làm việc xấu lại trỗi dậy, đầu lưỡi ướt át ở lỗ chuông thật nhỏ trên đỉnh quy đầu cực đại lại liếm láp mút mấy cú nuốt sâu Lam Vong cơ rút cục ẩn nhẫn không được, phóng thích ra tới. Dòng tinh dịch này đặc sệt đến cực điểm, mùi xạ hương tràn đầy yết hầu. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, giống như những lần trước đây, đem chúng đều nuốt xuống. Mà Lam Vong Cơ sau khi phóng thích, không biết là cao trào qua đi thân thể phản ứng, vẫn là xấu hổ hoặc nam kham gây ra, gắt gao, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hốc mắt đỏ lên, không rên một tiếng dáng vẻ bất kham chịu nhục này làm ngụy vô tiện tâm đầm mềm ra ở trên má của hắn ôn nhu mà hôn một cái nói được rồi ta sai rồi không nên khi dễ ngươi nói xong hai ngón tay của hắn lau lau trên phân thân của lam phong cơ vừa mới phóng thích xong rút tay về cởi đai lưng của mình chút đi quần áo giữa hạ thân ngụy vô tiện hai chân thon dài đùi oánh bạch như ngọc đường cong tuyệt đẹp mà hữu lực một cặp mông tròn trịa vành cao quả nhiên là nhất phái tuyệt hảo phong cảnh mà lam phong cơ tựa vào chân bạch thạch góc độ này vừa lúc có thể đem chỗ bí ẩn ở hạ thành nguyễn vô tiện cùng nhìn đến rõ ràng nguyễn vô tiện quỳ gối trong bụi cỏ lan xoay người đưa lưng về phía lam phong cơ quỳ dạp trên mặt đất đem ngón tay dính bạch ngọc hướng dưới thân chính mình đưa vào kia bí huyệt nấp ở trong kẽ mông sâu thẳm nguyễn vô tiện hơi hơi bẻ ra cánh mông lúc này mới có thể nhìn thấy trong đó một điểm màu hồng phấn nho nhỏ kia huyệt khẩu thập phần mềm mại ngoan ngoãn ban đầu an phận nhắm chặt mà ngụy vô tiện dùng hai ngón tay mảnh dài đem bạch chọc lam vong cơ bắn ra bôi trên huyệt khẩu nhẹ nhàng xoan nắn một lát nó liền mở ra một chút e lẻ ngượng ngùng đem đầu ngón tay nuốt vào ngụy vô tiện đem ngón tay thong thả mà kiên định đưa đến gốc sau đó liền thọc vào rút ra liên tục lộng một trận tốc độ đưa đẩy hơi hơi nhanh hơn đằng trước cũng hơi hơi nâng lên Cho đến khi có tiếng nước lép nhép chuyển đến người vô tiện bỏ thêm ngón tay thứ ba nhẹ nhàng thở hồn hẹt khẩu khí tựa hồ bắt đầu ăn không tiêu dù gắng sức mà làm trừ động lại giảm bớt chút đi trong bóng đêm những chi tiết này nguyên bản cũng không rõ ràng nhưng cố tình ngũ cảm của lâm vong cơ nhanh nhảy, thị lực càng là tuyệt hảo Chơ mắt nhìn xem một màn dâm loạn vô cùng nảy trình diễn ở à, ngay găng tức giữa phía trước, lại không có biện pháp gì rời đi tầm mắt. Tình sự bên trong, Ngụy Vô Tiện thích cùng Lam Vong Cơ cùng nhau tới đỉnh điểm, bởi vậy vì tránh cho tiết đến quá sớm, lúc khuếch trương, hắn cố ý tránh đi chỗ mấu chốt trong cơ thể, nhưng thân thể của hắn vẫn luôn bị Lam Vong Cơ chiếu cố nên mẫn cảm nhiều điểm. Lúc này vẫn luôn luôn không chiếm được thỏa mãn vách trong co bóp đến cực kỳ lợi hại, dường như bất mãn từng trận co rút lại. Có khi, ngón tay không đụng tới điểm đó, cái mông sẽ tự chủ được mà đi xuống trần, đem điểm kia hướng ngón tay đưa. Như thế, hiểm hiểm cọ qua vài lần, Nguyễn Vô Tiện bắp đùi có chút nhũn ra, phát run, cơ hồ quỳ không được, vội vàng rút ngón tay ra, bình tĩnh một lát, quay đầu nhìn lại. Làm vòng cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa, cùng hắn ánh mắt tương tiếp, lập tức nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Tiện cười nói, ai? Lam Trạm, người đây là đang làm gì? Đọc nhầm, Lam Thị Giao Huấn sao? Bị hắn đoán trúng, làm vòng cờ lồng mì run run, tựa hồ tưởng sắp mở mắt, nhưng mà Trung Quy nhịn không được. Ngụy Vô Tiện lười biếng nói, người xem, xem ta đi, sợ hãi cái gì, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm chuyện xấu. Hắn tiếng nói vốn dĩ liền dễ nghe. Lúc nói lời này, âm điệu lười biếng ngả ngớn, phảng phất một cái móc nhỏ mà lam vong cơ tựa hồ hạ quyết tâm không xem không nghe không nói kiên quyết không thèm nhìn hắn trước sau không dao động ngụy vô tiện nói thật sự ý chí sắt đá như vậy sao không xem ta sao lại gẹo vài câu thế lam vong cơ vô luận như thế nào cũng không chịu trơn mắt ngụy vô tiện nhướng mày nói Kìa, yeah, một khi đã như vậy ta mượn thị trần của ngươi dùng một chút người cũng không cần để ý tới nói xong Hắn quả thật đem thị trần rơi ở một bên Cầm qua đi Làm vòng cờ lập tức chọn mắt Lạnh lùng nói Người muốn làm cái gì Người vô tiện nói Người nói ta muốn làm cái gì Làm vòng cờ nói Ta không biết Người vô tiện Nếu người không biết ta muốn làm cái gì Vậy người khẩn trương như vậy làm cái gì Làm vòng cờ Ta ta Người vô tiện ngâm ngâm cười Mà nhìn chằm chằm hắn Đem tị trần cầm ở trên tay cua cua Mì mắt rũ xuống Ở chân chuôi tị trần kiếm nhẹ nhàng hôn một chút Ngay sau đó thò ra một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm mà chui kiếm tinh tế, liếm láp. Thân tị trần kiếm như băng như tuyết, trong vắt như thủy tinh, chui kiếm lại là thuần bạc, trải qua mật pháp tinh nguyện đúc ra, trọng lượng cực kỳ nặng, hoa văn đoan trang cổ xưa. Hình ảnh này thật sự thập phần quyến rũ, làm vòng cờ đã là cực kỳ cựu kích thích rồi. Nói, người muốn thị trần ra. Nguyễn Bố Tiền nói, vì cái gì? Làm mong cờ nói, đó là kiếm của ta. Ngươi không thể dùng nó, dùng nó." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, "Ta biết đây là kiếm của ngươi nha, ta chỉ là có điểm thích nó, cho nên cầm chơi ngoạn nhi thôi, ngươi cho rằng ta phải dùng nó làm gì?" Lam Vong cờ nhất thời nghẹn lời. Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười nói, "Ha ha, làm chạm ngươi suy nghĩ cái gì nha, ngươi cũng nghĩ đến quá là hạ lưu đấy." Thấy hắn không những cố ý khống chế, còn đánh trả một phen, Lam Vong Cơ sắc mặt cực kỳ thẹn. Ngụy Vô Tiện đùa với hắn một trận, cảm thấy mỹ mãn, lại nói. Ngươi nếu là muốn cho ta không động vào kiếm của ngươi, liền dùng chính ngươi tới đổi đi, thế nào, hảo hay không? Làm vòng cờ vừa nói không ra một chữ hảo, nhưng cũng không thể tùy ý để hắn lấy kiếm của mình dâm loạn, khó có thể trả lời. Ngụy Vô Tiện quỳ chân mặt đất, eo ướn đến thẳng tắp, dùng đầu gối bò đến chân người của hắn, dỗ dành nói. Ngươi nói một chữ hảo, ta liền đem kiếm trả lại cho ngươi, cùng ngươi làm chuyện thú vị, chịu không? Nửa buổi, là một cơ kẽ răng nhảy ra hai chữ, không chịu, Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói, ấn, đây là ngươi nói đó. Hắn từ trên người Lam Phong Cơ lui xuống dưới, ngồi đối diện hắn, cười hì hì, tách ra hai chân nói, kia, ngươi liền nhìn ta cùng tị trần chơi vậy. Như thế, hai chân mở rộng ra, tư thế không chút liêm sỉ làm cho phong cảnh chỗ tư mật ở hạ thể của hắn ở trước mặt Lâm Vong Cơ nhìn không sót gì cả. Hai cánh mông tròn nõn bởi bị động tác mở rộng ra mà hơi hơi tách ra, lộ ra bí huyệt hồng nhạt bên trong đồi nồi. trải qua mới vừa rồi khuếch trương. Huyệt khẩu có điểm đỏ sưng, nhưng mà thủy quang trơn bóng, càng hiện kiều nộn. ngụy vô Tiện đảo ngược thân kiếm của tỷ trần, đem truy kiếm, nhắm ngay lối vào bí huyệt, hắn hít nhẹ một hơi, hơi hơi dùng sức, nếm uốn non mịn nháy mắt bị chọc mở. Hút bao lấy đoạn thẳng trước của chuôi kiếm tị trần, lập tức đẩy vào một đoạn nhỏ. Chuôi kiếm tị trần lạnh như băng, như một khối kiếm băng ngoan thiết vậy, đông lạnh đến người vô tiện run bật. Chàng đạo bị lạnh, quyện xoắn càng thêm kịch liệt, chuôi kiếm thậm chí bị học ra một đoạn ngắn. Ngụy Vô Tiện lập tức nắm chặt tị trần, càng dùng sức mà đem nó hướng trong cơ thể lấp đầy, chậm rãi thọc rút chính mình tới. Thịt ruột nguyên bản liền tầng tầng lớp lớp hàm đến cực kỳ chặt. Trên chuôi kiếm lại khắc đầy hoa văn lồi lõm cổ xưa. Ở bên trong cọ sát cảm giác có thể là bức cho người nổi điên. Cọ qua chỗ nào, chỗ đó trong cơ thể, Nguy Bốt Tiện than nhẹ một tiếng, hơi hơi khép lại hai chân. Một trận thoáng váng mê ly, làm ra đầu tê dài. Đằng trước lại tinh thần không ít, đã cao cao ngẩng lên. Từ bên này Lam Vong Cơ xem, này thật là một bộ hình ảnh dâm mỹ đến không thể tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện nằm ở trước mặt của hắn, chủ động mở hai chân ra, hạ thân bí huyệt, hàm chứa tị trần của hắn, chui kiếm cứng rắn mà lạnh băng, huyệt khẩu kiều nộn, bị thọc đến sưng đỏ bất kham, thập phần đáng thương. Tuy là như vậy, Ngụy Vô Tiện còn ở nỗ lực mà làm nó trở trong cơ thể của mình ra ra vào vào, động tác càng lúc càng nhanh, thọc rút càng ngày thuận lợi. Hắn một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên mắt ướt át mà nhìn hắn kêu Lam chạm! Lam chạm! Này thanh âm kêu gọi mang theo giọng mũi như là ở khẩn cầu của hắn vậy lại như là khi ý loạn tình mê buột miệng thốt ra lời nỉ non vô luận là loại nào đều đủ để làm tiếng lòng người rối loạn thần hồn điên đảo làm vòng cờ căn bản không có biện pháp lại nhắm mắt lại hoặc là rời đi tầm mắt nhập ma mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm hắn bị tị trần đâm loạn đến dãy ruộng vặn vẹo nhìn chằm chằm hắn đem chính mình thao lộng đến cả người phát run các đốt ngón tay rắc rắc rung động mà ngụy vô tiện không phát hiện tình trạng dị thường của lam vong cơ hắn đang bị tị trần cắm đến vất vả hai chân bất chi bất giác càng ngày càng khép lại cho đến khi khép chặt cánh mông dán sát chui kiếm cũng bị huyệt khẩu cắn đến càng chặt ngụy vô tiện thở dài một hơi cảm giác cánh tay cùng hai chân đều hư nhuyễn vô lực nằm nghiêng trên mặt đất đang định nghỉ ngơi trong chốc lát bỗng nhiên hai đầu gối bị một đôi tay như vòng sắt gắt gao nắm chặt hai chân đột nhiên bị mở ra ngụy vô tiện mở mắt ra làm vòng cờ cặp mắt kia đỏ đến làm cho người ta sợ hãi đối diện cùng hắn con ngươi tràn đầy ngọn lửa không rõ tị trần bị hắn nắm chặt một phát rút ra bên ngoài ném văng ra xa chui kiếm thoát ly cơ thể ngụy vô tiện rên rỉ một tiếng nghe tựa hồ như là bất mãn vậy làm ông cơ tức giận quát, không biết hổ thẹn. Hắn đem Ngụy Vô Tiện đè ở trên mặt đất, đem phân thân đã trương thành màu đỏ kia, tím dữ tợn, hướng hạ thể của y trực tiếp đâm đi vào. Vừa mới vào trong, liền một khắc không ngừng bắt đầu hung hăng va chạm lên. Hắn vừa xông tới, Ngụy Vô Tiện hai chân liền tự giác quấn lên eo của hắn, phối hợp vô cùng mà ôm cổ của hắn, tư thế cực kỳ ngoan ngoãn nghênh đón, nhưng mà ăn vài cú nấc sâu, liền cảm giác có chút ăn không tiêu là một cử động tác quá thô bạo, mỗi cú đều như là muốn đem cả người của hắn đâm bay đi ra ngoài vậy. Đỉnh điểm ở đến xương cùng trở nên mông đều là ẩn ẩn làm đau. Ngụy vô Tiện hô, nhẹ một chút đi, nhị ca ca, người nhẹ một chút đi. Hào tử bất tử, Ngụy vô Tiện quên mất, hắn hiện nay tuổi tác ở trong mộng so với Lam Mông Cơ lớn hơn rất nhiều, lúc này lại bật thốt lên kêu nhị ca ca, không những không là Lam Mông Cơ thu liếm nửa phần, ngược lại làm hắn đẩy đưa càng hung hãnh hơn, phảng phất quyết tâm muốn cho cái mông của người vô tiện nứt thành tám mảnh vậy, hào hào trừng phạt hắn. Người vô tiện ngẩng cổ, ở cuống phong mưa rào dày đặc thọc vào rút ra gian nan mà hít vào một hơi nói nóng nóng quá. Tị Trần Kiếm bản thân thể đã phát ra hàn khí rồi, mới vừa rồi chui kiếm bị hắn ngậm ở trong cơ thể, quấy đến chàng đạo người vô tiện càng thêm mềm mại lại hơi hơi lạnh lẽo mà phân thân của lam vong cơ so với cả chui tị trần càng thô càng nóng cho nên giờ phút này lam vong cơ mỗi lần thẳng tiến đều như là một đoạn lửa đốt đến trong bụng của hắn vậy bỏng đến ngụy vô tiện muốn lan nộn trên mặt đất nhưng mà chính mình dâm loạn chính mình nửa ngày hơn nữa lam vong cơ động tác thô bạo, hắn thân thể đã mềm như bông mất đi khả năng tự chủ rồi chỉ có thể bị lam vong cơ thảo phạt đến run bần bật giờ này khắc này mắt hắn tu vi so với lam vong cơ cao hơn rất nhiều cũng không có biện pháp kháng trả. Thật sự bị bỏng đến chịu không nổi. Chỉ có thể liên tục khốn tránh, vặn eo muốn thoát đi. Lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt phần eo, đánh mất cái càng sâu. Đỉnh đến hắn kêu nổi không ra tiếng nữa. Lam Vong Cơ ở hai bên tai của hắn thâm giọng quát hỏi. Ai là phu quân? Ngụy vô tiện trước còn mơ mơ hồ hồ không kịp phản ứng. Lại Lam Vong Cơ hỏi một tiếng dưới thân một cú nấc đến hắn suýt nữa người cũng hồn đều bay đến chín tầng mây vội nói ngươi ngươi là ngươi ngươi là phu quân đều là hắn tự tìm nguy vô tiện thành thật cắn răng ăn một trận thao đường hầm lạnh lẽo bị ma sát đến nóng hầm hập lúc này mới dần dần dễ chịu một chút dương vật phần đầu góc cạnh rõ ràng ở trong thân thể của hắn điên cuồng đỉnh lộng chàng đạo thì lại trơn trượt ướt mềm hút quyện không thôi không thể nào theo quy luật mà co rút dây dưa điểm kia trong cơ thể bị phân thân dài cong cong đỉnh lọng, cọ sát lặp lại nhiều lần nguy vô tiện lập tức liền khoái hoạt đến muốn điên mất nhưng hắn cố tình muốn làm bộ không chịu nổi thao lỏng, bộ dáng suy yếu một bên thì tùy lam mong cơ hữu lực luật động bị đỉnh đến lên lên xuống xuống một bên nắm cánh tay của hắn thanh thanh nói nhị ca ca lam chàng, ngươi nhẹ chút được không ta đau hình như chảy máu rồi chỗ hai người tương liên xác thật chân Tiếng nước lẹp nhẹp cũng càng lúc càng lớn. Nghe lời này, Lam Vong Cơ lập tức cúi đầu nhìn về chỗ hai người kết hợp, nhất thời hơi giật mình. Nguyễn Vô Tiện hờ hờ nói, có phải chảy máu không? Lam Vong Cơ thở hồn hẹn nói, hít một ngụm khí nói, không có. Nguyễn Vô Tiện nói, không có sao, kia là cái gì? Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp nói, chảy nước. Không biết bắt đầu từ khi nào, Nguyễn Vô Tiện bên trong đùi đã là nước nhảy chảy rầm rè một mạng rồi chảy đến tứ tung ngang dọc mà làm vong cơ kia phần thân trướng đỏ tím cũng là thủy quanh trơn bóng chỉ có thể là từ trong cơ thể của ngụy vô tiện mang ra thôi ngụy vô tiện ra vẻ không tin nói thật sao thật sao hắn một bên hỏi một bên nắm lấy tay lam vong cơ dẫn hắn đi sờ chỗ của hai người tương lên dương căn thô trắng gân xanh lồi lên bò đầy tiểu huyệt bị căng đến cực hạn Lâm vong Cơ sờ đến một mảnh chất dịch nhớp nhảy, còn sờ đến nhục thể đang chặt chẽ tương lên, giống bị kim đâm đột nhiên rút tay về. Nhìn thoáng qua, chất lỏng kia là trong suốt, quả nhiên không phải máu. Ngụy vô Tiện cùng Lâm Vong Cơ thân thể vô cùng phù hợp, thân thể thường xuyên tự nhiên có phản ứng. Lúc này Ngụy vô Tiện lại có cố ý trêu đùa. Lâm Vong Cơ thấy hắn khoe môi cong lên, trong lòng biết bị lừa, vùi đầu vọt mạnh. Ngụy vô Tiện một hơi bị hắn đỉnh đến ngừng thở vài lần, vội nói, Lam chậm, Lam chậm, cho ta lên đi, cho ta ở mặt trên được không? Lam vòng cờ, làm như nghe không hiểu hắn nói, ở mặt trên là ý gì? Thoáng trần trở, Nguyễn Vô Tiện ôm lấy hắn, nỗ lực trở mình, đảo tư thế. Lúc này, Lam Vong Cơ nằm thẳng trên mặt đất, mà Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên người của hắn, phần mông cùng phần hông chặt chẽ tương lên, Trong quá trình chuyển hoán tư thế cơ thể, phân thân thô trắng nóng như lửa kia vẫn là thật sâu chôn ở trong hậu huyệt của Nguyễn vô tiền chưa từng tách ra một chút chỉ là ở trong bụng của hắn vi diệu mà quấn một phen thoải mái đến mắt của hắn nheo lại lại là một trận rất nhỏ đầu váng mắt hoa cúi đầu không biết có phải ảo giác hay không hắn cứ cảm thấy chính mình bình thản bụng nhỏ bị phân thân của lam vong cơ đỉnh đến hơi hơi phồng lên nhịn không được vươn tay sờ sờ bụng mình chưa sờ được vài cái là một liền nâng mông của hắn lên bắt đầu cưỡng bách vận động ngụy vô tiện bị hắn nâng lên nâng xuống đi lên liền cao đến chỉ còn đoạn đằng trước cứng rắn góc cạnh rõ ràng kia lưu lại trong cơ thể đi xuống liền đem hắn vật dưới hắn ăn đến chỗ sâu nhất sâu đến hắn nhịn không được nhíu mày hơn nữa lên xuống tốc độ cực nhanh cơ hồ không có khoảng cách để hô hấp quá vãng hai người bọn họ mỗi lần điên loạn đảo phượng nhất định phải ngồi lên một phen. Chỉ vì tư thế này đi vào sâu nhất, Ngụy Vô Tiện thích nhất, nhưng lúc này lại bởi vì đi quá sâu mà chịu đủ quá đắng. Trong mộng Lam Vong Cơ 17 tuổi bị hắn trêu chọc đến nổi cơn điên, căn bản khống chế không được lực của mình. Cố tình Ngụy Vô Tiện còn bị thao đến hai chân vẫn luôn phát run, đứng dậy không nổi, càng không sức lực tránh thoát. Tình cảnh thập phần chật vật, chỉ có thể đem đôi tay sờ trên bụng nhỏ dán chắc của Lam Vong Cơ, tê tê hít hả. Nguyễn Vô Tiện tuy sinh đến eo thon mông hẹp, thịt trên hông lại ít đi. Làm vòng cờ, mười ngón tay, thật sâu, lâm vào trong mông thịt. Hơn nữa còn dùng sức nắn bóp vốt ve. Không bao lâu, lên xanh tím một mảnh. Nguyễn Vô Tiện bị hắn xoa đến cả người phát ngứa, bóp đến mông đau. Nhìn không được, đẩy ra một tay của hắn. Ai ngờ, bị hắn đẩy tay ra, làm vòng cờ cực kỳ bất mãn hành động này. Chân mày nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống, bóp một tiếng, mông ngụy vô tiện bị hắn hung hăng đánh một trường vang dội đến cực điểm thanh thúy đến cực điểm một trường này đánh đến ngụy vô tiện nháy mắt kinh ngốc hắn đời này không có bị vài người đánh qua chỗ này mặc dù là khi còn nhỏ nghịch ngợm ngu phu nhân lấy roi quất hắn cũng chỉ quất phần lưng cùng lòng bàn tay giang phò miên cùng giang yếm ly càng là căn bản không nỡ đánh hắn một chút gì cả nhìn thấy hai tử nhà khác quậy phá bị lột quần đét mông. Hắn chỉ cảm thấy vừa mắc cỡ, vừa mất mặt. Hơn nữa, Dương Dương tự đắc chính mình trước giờ, chưa bị người đánh mông bao giờ. Nhưng hiện tại, lại bị Lam Vong Cơ phá giới này. Hơn nữa, còn là bị Lam Vong Cơ 17 tuổi phá. Lập tức ngụy Vô Tiện sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng lần đầu. Trong lúc làm tình, sinh ra chút khó có thể tự ức xấu hổ buồn bực. Hắn càng nghĩ càng không thể tưởng tượng được nửa bên mông còn lại nóng rát vội hô một tiếng không làm nữa hướng bên cạnh lăn một cái từ trên người lam vong cơ lăn xuống dưới kéo hai cẳng chân mềm như bông nỗ lực hướng một bên bò ra muốn đi tìm quần của mình lam vong cơ chính mình đang hưng phấn huống hồ hắn mới vừa rồi bị ngũ vô tiện lại là xóa lại và véo lại là búng lại là hôn lại là sợ lại uy hiếp mà trêu đùa cả buổi nghẹn một bụng lửa khó nói bỗng nhìn phát điện ngụy vô tiện đặc biệt sợ người ta đánh mông của hắn sao lại dễ dàng như vậy lên buông tha tiện tay vung lên cái quần ngụy vô tiện vừa mới trong đến đầu gối nhất thời trên năm xe bảy làm vòng cờ đem cả người của hắn lật qua tới một tay đem hai cổ tay của hắn khóa đến sau lưng một tay kia ở trên mông thịt tuyết trắng nón kia lại lần nữa thật mạnh đánh một cái bốp một tiếng nguyễn vô tiện toàn bộ thân mình đều vì run lên kêu thảm nói đau cũng không phải thật sự là đau mà là cảm thấy thẹn đến cực điểm, khó có thể chịu được. Nguyên Vô Tiện trong lúc hoài oán cũng không chắc áp chế được lực tiếng riêng gì. Bởi vậy mỗi lần đến giữa đường đều sẽ giọng nói hơi khàn khàn. Một tiếng này nghe tới, thế nhưng không giống thật sự hô đau được. Ngược lại có vài phần ý tứ chuyển mên. Nghe tiếng, làm vòng cờ dừng một chút, ánh mắt rời xuống. Dưới trường đó là hai cánh mông tròn trịa no đủ kia bởi vì hai cái nét mới vừa rồi, da thịt trắng nõn nổi lên màu hồng phấn nhạt, còn đan xen các loại dấu tay thô bạo. Bởi vì bị mạnh mẽ bẻ da thọc rút hồi lâu, kẽ mông hơi mở ra, có thể nhìn đến huyệt khẩu sưng đỏ trong kia đang sợ hãi co rút lại, sưng huyết lúc sau càng hiện kiều nộn, quả thực làm cho người ngoài hoài nghi như thế nào ăn truy kiếm tị trần cùng kích cỡ phân thân dưới thân hắn làm cho người ta sợ hãi đỉnh mông cùng gốc đùi phụ cận còn ngang dọc đan xen mà chảy ra vẹt nước tinh tế. Làm phòng cờ xem lên ánh mắt càng ngày càng tối đi. Mà ngụy Vô Tiện bị hắn túm chặt, sợ hắn lại đánh nơi đó, vội vàng co rút lại hậu đỉnh, làm cái miệng nhỏ kia nỗ lực lúc đóng lúc mở, rời đi lực chú ý của Lam Vong Cơ. Trông kệ vào hắn chuyên tâm làm chính sự, không cần lại đánh hai mảnh thịt này của hắn đâu. Quả nhiên, phía sau làm vòng cơ hô hấp càng nặng đem thân thể của hắn lật qua đi một lần nữa cắn vào trong thân thể của hắn tiến vào đến vô cùng thông thuận nguy vô tiền trong cơ thể lần thứ hai bị lấp đến tràn đầy rốt cục nhẹ nhàng thở ra ai ngờ khẩu vị này còn chưa thở xong làm vòng cơ lại làm một trưởng vỗ ở trên mông của hắn nguy vô tiền bị đánh đến cả người run bần bật bí huyệt không tự chủ được xoắn chặt vừa lúc bị quy đầu cọ qua điểm mẫn cạp đằng trước cũng càng thêm ngẩng cao cứng rắn, tiết ra điểm điểm bạch trọc. Kế tiếp, Lam Vong Cơ mỗi lần đẩy đưa, một lần liền ở trên mông của hắn đánh ra một trường. Vì thế, mỗi lần đoạn trước phân thân của Lam Vong Cơ đỉnh đến chỗ trí mạng của Ngụy Vô Tiện thì ruột đều sẽ xoắn đến chặt thật. Đằng trước cũng càng thêm ngẩng đầu. Ba tầng kích thích, tầng tầng trồng lên khiến cho hắn giống như đặt mình trong sóng gió to lớn vậy. Nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Đừng làm vậy, lam chạm ngươi dừng lại đừng đánh ngươi tỉnh tỉnh lam chạm ngươi tỉnh tỉnh hắn biết làm vòng cờ lúc làm chuyện phòng the luôn luôn cuồng bạo hắn cũng xưa này thích phần cuồng bạo này nhưng bị bức đến một bước này lại cũng là trước nay không có liên tiếp đánh mấy chục trường Người vô tiện mông hào hảo bị đánh đến vừa đỏ vừa rát hơi hơi phát sưng nóng rát chạm vào một chút đều không được quanh thân lại cũng càng ngày càng mẫn cảm Lam Phong Cờ lại một lần nữa cắm đến chỗ sâu kín, cúi đầu hôn môi của hắn. Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực mà ôm chặt hắn bả vai. Gia tăng nụ hôn này, hạ thân cuối cùng là tinh bì lực tấn mà tiết ra tới. Một dòng sữa trắng đục phun tung tóe trên bụng nhỏ của hai người, mà Lam Phong Cơ cũng ôm chặt lấy hắn, vui sướng tràn trề mà đều phóng thích ở trong thân thể của hắn. Ngoan ngoãn ôm nửa ngày, Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói, "Đau!" Lần thứ hai, phóng thích lúc sau. Là vòng Cơ cuối cùng, khôi phục chút bình tĩnh cùng thần trí. Để ở trên người của hắn, có chút chân tay luống cuống mà nói. Nơi nào đâu? người Vô Tiền. Hắn trung quy khó mà nói mông đau, chỉ thấp giọng nói. Lam chậm, người mau hôn ta nhiều vào. Thấy hắn rũ mi mắt, bộ dáng dịu ngoan khác thường. Vành tay trắng nõn của Lam Vong Cơ lại lan tràn một màu hồng nhạt. Theo lời dùng sức ôm lấy hắn, ngậm lấy bờ môi của hắn, tinh tế, mà hôn môi lên. Cánh môi tách ra là lúc, Lam Vong Cơ quả nhiên ở môi giới ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cắn một chút. Sau đó hai người lên song song tỉnh lại. Nằm ở trên rừng gỗ tĩnh thất, hai người mở to hai mắt, đối diện một lát. Lam Vong Cơ đã đem ngụy Vô Tiện một phen ôm lại đây. ngụy Vô Tiện bị hắn ôm vào trong lòng. Lồng ngực hỗn loạn một trận. Nhất thoái thoải mái, hiếp mắt nói. Lam chậm, ta hỏi ngươi vấn đề này nha. Người mỗi lần để bắn vào trong ta là muốn cho ta là muốn cho ngươi sinh tiểu năm công tử sao hắn ở trong mộng đùa giỡn không thành ngược lại bị thao tỉnh lại nhìn thấy lam vòng cơ lên nhịn không được lại bắt đầu nói hưu nói vượt lam vòng cơ cũng không giống năm đó như vậy dễ dàng buồn bực chỉ nói Ngươi như thế nào có thể sinh quý bốt tiện giật giật buồn dồn hai tay đem đầu gối lên trên mặt nói ai ta nên có thể sinh ngươi như vậy không biết ngày đêm không cần mạng mà làm ta. Đã sớm cho người sinh một đống, chạy đầy đất rồi. Làm vòng cờ nghe không được như vậy, dâm ngôn lã ngữ nói. Đừng nói nữa. Ngụy Vô Tiện nhếch lên một trận, cười hì hì nói. Lại thẹn thùng sao? Ta... Còn chưa nói xong, Cho thấy làm Vong Cơ ở chân mông của hắn, vỗ nhẹ một chút. Nguyễn Vô Tiện suýt nữa, lăn xuống giường nói, ngươi làm gì? Làm Vong Cơ nói, nhìn xem. Nguyễn Vô Tiện lộc cọc bò dậy, không màng hai chân phát run nói, không cần, lam trạm ngươi ở trong mộng làm chuyện tốt gì ta cũng nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn đều không có người đối với ta như vậy sau này ngươi cũng không được như vậy nha ta nói cho ngươi biết muốn thao liền thao mở rông chân cho ngươi làm đừng động thủ đánh người làm vòng cờ kéo hắn lên giường nói không đánh được hắn hứa hẹn người vô tiện yên tâm nói hàm quang quân ngươi nói đó làm vòng cờ nói ân lăn lộn ba đêm từng trận buồn ngủ dâng lên người vô tiện cũng lăn lộn không nổi nữa hắn một lần nữa qua vào trong lòng người của lam vong cơ nói thầm nói từ nhỏ đến lớn đã không có người đối với ta như vậy lam vong cơ sờ sờ tóc của hắn ở trên trán hắn hôn một cái lắc đầu rồi cười